Vương, quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai 31 tháng 3. Quý vị và các bạn thân mến, hiện nay một bộ phận không khí lạnh đã báo đang di chuyển xuống phía nam. Dự báo khoảng đêm mai ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ đón thêm một đợt không khí lạnh có cường độ mạnh tràn xuống, sau đó ảnh hưởng đến khu vực Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ chiều tối và đêm mai đến ngày 1 tháng 4, ở Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa mưa to. Khu vực Bắc Bộ và Trung Trung Bộ có mưa vừa mưa to và dông, có nơi mưa rất to kèm theo dông gió giật mạnh. Ở Bắc Bộ từ đêm mai nhiệt độ giảm mạnh trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 14 đến 17 độ, vùng núi có nơi dưới 12 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế từ ngày 1 tháng 4 trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 15 đến 18 độ. Đối với khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên, do ảnh hưởng của rãnh thấp có trục khoảng từ 10 đến 12 độ phía Bắc, nối với vùng áp thấp trên khu vực giữa Biển Đông hoạt động mạnh dần lên và có xu hướng di chuyển về phía đất liền nước ta. Sau đó kết hợp với không khí lạnh tăng cường mạnh lên từ chiều nay đến ngày 2 tháng 4, ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa vừa mưa to và có nơi mưa rất to. Cảnh báo từ ngày mai đến ngày 2 tháng 4, trên các sông từ Quảng Bình đến Bình Định có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Đỉnh lũ trên các sông có khả năng lên mức báo động 1, riêng các sông ở Quảng Ngãi lên mức báo động 2. Nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất tại các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Bình Định và khu vực Bắc Tây Nguyên. Trên biển, dự báo từ đêm mai ở vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió chuyển hướng đông bắc mạnh dần lên cấp 7, giật cấp 8 lên cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 4-6m. Từ đêm ngày 1 tháng 4, vùng biển ngoài khơi khu vực từ Quảng Trị đến Cà Mau có gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8 lên cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 4-6m. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển là cấp 2.